Thiên đường ô tô cũ xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên đường ô tô cũ trong ngày hôm nay ạ. Và hôm nay là ngày 28 Tết rồi, thì em Thiên đường ô tô cũ xin phép lên sóng, tranh thủ lên sóng báo giá cho bà con, cô bác. Nhà mình có nhu cầu về sử dụng những cái dòng xe 5 chỗ hoặc là 7 chỗ hiện đang có tại cửa hàng bên em nhé. Thì rất mong bà con cô bác ghé cửa hàng xem xe. Nói chung là hôm nay là ngày 28 cận Tết rồi, thì bà con có nhu cầu thì đến trực tiếp cửa hàng em hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Em sẽ ship xe tận nhà cho bà con cô bác luôn. Đấy, phục vụ bà con đến tận 30 Tết, kể cả mùng 1 Tết bà con mà ra khai xuân cho cửa hàng thì sẽ có một cái gọi như là cái quà lì xì rất là khủng cho bà con cô bác nhân dịp năm mới nhé. Thì không để mất thời gian của mọi người nữa nhé, bây giờ em xin phép đi vào báo giá nhanh lần lượt từng mẫu xe một cho bà con xem và lựa chọn. Nói chung là rất là nhiều bà con có nhu cầu hỏi về những cái dòng xe mà hơn 200. Thì đây, một mẫu xe Lacetti 2010 mới về cửa hàng, 218 triệu đồng, xe rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Trang bị động cơ 1.6 số sàn nhé bà con nhé, biển Hà Nội nhé. Đấy ạ. Tầm tiền 200 thì là sở hữu một cái mẫu xe nhập khẩu này thì khá là hợp lý này. Và nếu bà con muốn sử dụng một cái mẫu xe mà nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu thì con này là con Hyundai i10. Đấy, mẫu xe đều là những cái mẫu xe mới về luôn. Con này i10 2014 này. Đấy, bản thiếu bà con cô bác nhé, xe có qua dịch vụ rồi nhé, 205 triệu. Hyundai i10 nhập cổ Ấn, số sàn 11.0. Còn bên trong đây là những cái dòng xe 7 chỗ 8 chỗ nhé, thì em sẽ vào báo giá luôn cho mọi người xem luôn. Toyota Innova bản G 2010, trang bị động cơ máy 2.0 số sàn biển Hà Nội. Giá cho mẫu xe này là 272 triệu đồng và em giảm xuống 10 triệu. Con này Mitsubishi Jolly 2004, con này 203, xin lỗi, 203 nhé. Giá con này là 99 triệu nhé. Toyota Innova bản E 2015, trang bị động cơ máy 2.0, số sàn biển Cầu Nghệ An. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 398 triệu, em giảm 10 triệu này. Hyundai Venna mới về cửa hàng. Xe này mới về, rất là đẹp luôn. Hyundai Venna nhập khẩu của Hàn bà con nhé. Trang bị động cơ máy của nó là 1.4 số sàn. Con này thì một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu, cam kết bảo hành cho bà con là đẹp xuất sắc luôn. Giá là 190 triệu. Toyota Innova bản G đời 2006, trang bị động cơ máy 2.0 số sàn biển Hải Phòng. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 228 triệu, em giảm 10 triệu nhé. Một chiếc xe máy dầu Ford Eldest 2008 phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 2.5. Giá là 358 triệu và em giảm sâu xuống 20 triệu, còn 338 triệu. Toyota Innova bản E 2016, động cơ 2.0 biển Hải Dương, xe có qua dịch vụ rồi. Đấy, một chiếc xe tên tư nhân bà con nhé, ra tên tư nhân rồi. Và giá chào bán là 409 triệu và giảm 10 triệu, còn 399. Ford Eldest 2008, động cơ 2.0, động cơ 2.5, trang bị hộp số tự động. Giá là 348 triệu và em giảm 10 triệu, còn 338 triệu. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Eldest 2008, một chiếc xe máy dầu đến từ thương hiệu Mỹ. Động cơ của nó là 2.5 số tự động, 348 triệu và em giảm sâu xuống 25 triệu. Giảm sâu xuống 28 triệu, còn 320 triệu nhé bà con nhé. Đấy. Chỉ còn có 320 triệu đồng thôi, giảm xuống 28 triệu đồng. Con Lacetti, con này con Daewoo Lacetti. Đấy, con này sản xuất 2010, phiên bản số tự động với động cơ máy 1.6 nhé bà con cô bác nhé. Và giá cho mẫu xe này là 245 triệu đồng nhé. Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Quảng Ninh, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe, mấy chiếc xe 7 chỗ ngồi, con này là hai con Vivan. Con này là Chevrolet Vivante 2008 số tự động máy 2.0 và giá cho mẫu xe này là 175 triệu, em giảm 10 triệu. Con này là con Vivante 2008 số sàn 158 triệu và em giảm 10 triệu, còn 148 triệu đồng. Chevrolet Vivante ạ. Tiếp tục con này là con Toyota Innova đời 2016, trang bị động cơ máy 2.0, trang bị hộp số sàn, hồ sơ cầm tay. Và chiếc xe này thì nếu bà con cô bác mua thì em bao vào tên nhé. Giá là 398 triệu đồng. Một chiếc xe số tự động 7 chỗ ngồi Mazda Bramercy sản xuất 2003, trang bị hộp số tự động máy 1.8 và giá chào bán cho mẫu xe này là 168 triệu và em giảm 10 triệu, còn 158 triệu này. Một chiếc xe Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động với động cơ máy 2.0.
Đấy, con này sản xuất 2009 nhé bà con cô bác nhé. Giá là con này là 309 triệu nhé. Kia Carian đời 2016 trang bị hộp số sàn với động cơ máy 2.0 biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân, xe gia đình sử dụng. Giá chào bán cho mẫu xe này là 319 triệu và em giảm 10 triệu. Một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2015 trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.5 và giá chào bán cho mẫu xe này là 335 triệu đồng, em giảm xuống 10 triệu còn 325. Vâng, tiến đến một mẫu xe Vivanti 2008 trang bị hộp số sàn với động cơ máy 2.0 và giá cho mẫu xe này là 155 triệu, em giảm 10 triệu nhé. Tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Hyundai Avante đời 2011, xe mang phiên bản số tự động với động cơ máy 1.6 này, một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, xe gia đình sử dụng, dòng xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Giá chào bán cho mẫu xe này là 328 triệu đồng và em giảm xuống 10 triệu còn 318 triệu. Ra bên ngoài này là những cái dòng xe phiên bản sedan 2 đầu. Con này là con Kia Morning đời 2008 nhập khẩu của Hàn, phiên bản số tự động với động cơ máy 1.0 và giá chào bán cho mẫu xe này là 189 triệu và em giảm 10 triệu còn 179 triệu ạ. Toyota Vios bản E đời 2015 trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, tư nhân biển Hải Phòng bà con các bác nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 325 triệu đồng. Em giảm giá xuống 10 triệu nhé. Tiếp theo đây là một chiếc xe Vios bản G đời 2017. Toyota Vios bản bản E đời 2017 bà con các bác nhé. Bản E phiên bản số tự động với động cơ máy 1.5. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 428 triệu. Em giảm xuống 10 triệu còn 418 triệu đồng. Con này bản E số tự động. Tiếp đến một mẫu xe Honda Civic. Con này được sản xuất năm 2008, xe mang phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 1.8 nhé bà con nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 268 triệu đồng. Giảm giá xuống 10 triệu. Chevrolet Avel đời 2017, trang bị hộp số tự động với động cơ máy 1.4. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi biển Bắc Ninh. Giá chào bán cho mẫu xe này là 285 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Vivan. Một mẫu xe Toyota Vios bản E đời 2017. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng với động cơ máy 1.5 và giá chào bán cho mẫu xe này là 375 triệu đồng. Con này thì tư nhân chính chủ gia đình đi và con có bác nhé, rất là đẹp, xe mới về luôn. 375 triệu đồng Vios bản E 2017 ạ. Xe gia đình sử dụng và con các bác nhé. Hoàn toàn không dịch vụ taxi nhé. Biển số đẹp 15A32929 này. Vâng, tiếp theo đây em giới thiệu cho quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Avante đời 2011. Phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.6 này. Giá là 328 triệu và em giảm giá xuống 10 triệu còn 318 triệu ạ. Hyundai Solata đời 2011. Con này sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 2.0 nhé bà con nhé. Giá là 175 triệu nhé. Tiến đến một chiếc xe Daewoo Gentra đời 2010, trang bị hộp số sàn, máy 1.5, 145 triệu đồng. Em giảm giá xuống 10 triệu đồng, còn 135 triệu đồng. Và bên cạnh con này là con Daewoo Lachetti Việt đời 2009, trang bị hộp số sàn, máy 1.6. Giá chào bán cho mẫu xe này là 145 triệu, em giảm 10 triệu này. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc và con các bác nhé, Kia Rio, sản xuất 2016 nhé. Sản xuất 2016 với động cơ máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 319 triệu, em giảm 10 triệu nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 đời 2015. Sản xuất 2015, trang bị hộp số sàn, máy 1.2. Vâng ạ, máy 1.2, biển của Vĩnh Phúc, một chủ từ đầu. Giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu đồng và em giảm giá xuống 10 triệu còn 235 triệu. Daewoo Lachetti phiên bản SE số sàn, máy 1.6. Máy 1.6 số sàn, biển của Nghệ An. Và giá chào bán cho mẫu xe này là, con này là 218 triệu đồng. Lachetti nhập khẩu của Hàn. Tiếp theo đây là một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011,
xe mang phiên bản số tự động có động cơ máy 1.8 1.6 ạ, em xin lỗi. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 258 triệu đồng bà con các bác nhé. Ford Fiesta, một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ nhé. Vâng, bên cạnh là một mẫu xe Hyundai Venue đời 2008, trang bị hộp số sàn máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, giá là 158 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Venue nhập khẩu của Hàn ạ. Vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Cerato đời 2016, xe mới về cửa hàng bà con các bác nhé. Trang bị hộp số tự động với động cơ máy 1.6 nhé, bản đủ nhé. Đấy, đời 2018 này. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 485 triệu đồng. Kia Cerato đời 2018 ạ. Đấy. 485 triệu đồng cho mẫu xe Cerato 2018 này. Bà con các bác nhà mình quan tâm thì alo cho em. Xe mới về cửa hàng xong ạ. Đây bà con các bác nhé. Nội thất rất là đẹp luôn nhé. Cam kết bảo hành cho bà con các bác là không đâm đụng tai nạn ngậm nước nhé. Có ghế điện đầy đủ nhé bà con nhé. Cửa lóc đầy đủ ạ. Và mẫu xe này thì bên em hỗ trợ cho các ngân hàng được 50-80% giá trị xe nhé. Đấy, giá riêng thì bên em sẽ hỗ trợ cho các ngân hàng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia K3 đời 2015. K3 2015 phiên bản tự động với động cơ máy 2.0 ạ. Động cơ 2.0 phiên bản số tự động nhé bà con các bác nhé. Kia K3. Giá chào bán cho mẫu xe K3 này là 455 triệu đồng. Đấy. Một mẫu xe phân khúc hạng C. Kia K3 bà con các bác nhé. Màu trắng ngọc trinh nguyên bản. Vâng, tiếp theo đây em ra bên ngoài này thì giới thiệu cho bà con những cái dòng xe một đầu. Cũng còn mấy mẫu xe nữa thôi. Tiến đến một mẫu xe Kia Morning đời 2016 bản SI, bản đủ, tư nhân, gia đình đi biển của Ninh Bình. Đời 2016 và giá con này là 262 triệu, với em giảm 10 triệu còn 252 triệu thôi. Đấy, Kia Morning C bản đủ, có trang bị hệ thống túi khí an toàn, có phanh ABS, tư nhân, gia đình sử dụng, màu bạc. Một mẫu xe Ford Fiesta đời 2012 ạ. Con màu đỏ này đời 2012, phiên bản số tự động với động cơ máy 1.6 này. Giá 298 triệu và em giảm 10 triệu còn 288 triệu nhé bà con nhé. Ford Fiesta. Tiếp theo đây là một chiếc xe Kia Carian, số là Kia Morning. Hai mẫu xe Kia Morning ạ. Đấy, 2016 cả. Một con màu bạc, một con màu vàng cát. Giá cho hai mẫu xe này là 262 triệu và em giảm 10 triệu. Đấy, tại vì là hôm nay thì cũng như em cũng như là mọi người thì đều rất là bận bịu cái việc mà sắm sửa Tết rồi dọn dẹp gia đình, cho nên là em quay nhanh thôi. Nếu bà con nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào thì có thể là chụp lại màn hình và gửi qua video, gửi qua Zalo cho em nhé, để em gửi ảnh như là video cụ thể qua Zalo cho bà con xem. Con này là con Hyundai i10 đời 2017 nhé. Đấy, phiên bản tự động máy 1.2 4 máy. Giá con này là 368 triệu và em giảm 10 triệu này. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2010, sản xuất năm 2011, 14 ạ. Hyundai Avante đời 2014, phiên bản số sàn máy 1.4, máy 1.6 ạ. Máy 1.6 bà con nhé, giá con này là 285 triệu và em giảm 10 triệu nhé. Vios bản E đời 2014 này, 325 triệu đồng và giảm 10 triệu còn 315 triệu. Tiếp theo đây là một chiếc xe Vios bản G 2009, phiên bản tự động với động cơ máy 1.5. Giá cho mẫu xe này là 298 triệu và giảm 10 triệu còn 288 triệu. Con này là Nissan Bluebird 35 triệu này. Và con này là con xe Kia Morning đời 2016 ạ. À đúng rồi ạ, con này là Morning 2016 nhé, bản thiếu của con nhé. Xe có qua dịch vụ taxi nhưng mà đẹp không lỗi nhé, máy zin keo chỉ cột kèo zin. Giá cho mẫu xe này là 209 triệu và giảm 10 triệu của con nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số tự động đời 2011. Đấy, giá chào bán cho mẫu xe này là 262 triệu và em giảm 10 triệu nhé. Và cũng còn, nói chung là cũng rất là còn rất là nhiều xe, tại vì anh em mang về đi Tết rồi. Đấy, thì bãi nó cũng còn, hiện tại thì đang có những cái từng này những mẫu xe thì em tranh thủ quay báo giá nhanh cho bà con các bác xem thôi. Bà con nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Và thì trước khi kết thúc video thì rất mong bà con cô bác ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ bằng cách là like kênh, chia sẻ kênh và đăng ký kênh giúp em nhé. Một lần nữa thì cho em gửi lời kính chúc đến toàn thể quý bà con cô bác
chúng ta sắp sửa đón sang năm mới, một cái năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, làm ăn phát tài phát lộc bà con cô bác nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại bà con cô bác trong cái mẫu video lần sau ạ.